Hello, xin chào tất cả các em. Chào bạn Quang Minh, Phạm Thúy Hiền, Nguyễn Sinh Hùng, Đạt Tiến. Em chào thầy Trọng bụng bia, thầy đang giảm cân nhá, bụng thầy sắp trở thành phẳng lì rồi, không thành bụng bia ở đâu. Các bạn nào đang xem livestream thì chúng ta comment chào thầy. Sau đó chúng ta có thể chia sẻ cái bài livestream này về tường hoặc là chúng ta có thể lưu lại cái video này để chúng ta có thể xem lại bất kể lúc nào. Chào bạn Chu Vinh Khánh, mấy trăm năm mới gặp Chu Vinh Khánh. Chào bạn Mai Linh Long. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục về cái chuỗi series tổng ôn lý thuyết hóa học 12 và buổi ngày hôm nay của chúng ta là tổng ôn lý thuyết đại cương kim loại phần 2. Thì cái chương đại cương kim loại trong đề thi tốt nghiệp của bộ thì nó có khoảng từ 6 đến 8 câu. Trong đó thì ít nhất là trong năm trong đấy thì phải có từ 4 đến 5 câu là câu lý thuyết. Thì chúng ta học thật chắc với thầy cái phần này. Ở cái phần này nó tương đối dài nên thầy sẽ like thành hai buổi. Buổi hôm trước thì chúng ta tập trung chủ yếu về phần tính chất vật lý tính chất hóa học và giải điện hóa và điều chế kim loại. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tổng ôn lại một chút những cái kiến thức hôm trước, đồng thời chúng ta sẽ kế thừa và chúng ta phát triển lên về cái bài tập tổng hợp hoặc là bài tập thí nghiệm hoặc là bài tập phần ăn mòn kim loại. Nên là các em lưu ý cho thầy cái buổi ngày hôm nay cũng rất quan trọng và toàn các câu khó nhé. Nên thầy rất mong muốn là chúng ta sẽ tham gia đầy đủ cái buổi này. Thế học sinh trong khóa IMO được coi bên web luyện đề không có em nhé. Cái web luyện đề thực tế là bên Master thì các anh chị kỹ thuật viên bên đấy sẽ cốt cái web đấy theo thầy Ngọc Anh nói thì khả năng là trong tháng 12 hoặc là trước Tết âm lịch là sẽ có web để chúng ta có thể làm bài thi nhưng mà thực tế là trên web đấy nó sẽ up những cái bài mà chúng ta đã thi rồi ví dụ đề thực chiến 01, 02 vân vân hoặc là các đề các sở các trường mà thầy cập nhật được thì dần dần sẽ up trên đấy thực tế nó cũng giống như trong khóa học mà chẳng qua là trên web thì nó có thêm cái phần xếp hạng với lại cái phần mình làm xong mình biết điểm luôn còn ở trên link bài giảng ở trong các khóa học thì nó sẽ thống kê lại tất cả những bài mà chúng ta đã học thôi về bản chất là như nhau khác biệt một chút đó là ở trên web thì nó sẽ có bảng xếp hạng có làm xong biết điểm luôn đấy để chúng ta lưu ý nhé thì bạn nào mà đăng ký khóa học thì có thể inbox vào page các anh chị tư vấn cho còn hôm nay thì thầy trò chúng ta tập trung học về cái phần tổng ôn lý thuyết này thôi bây giờ xin mời những bạn nào đang học thì chúng ta comment thầy đáp án từ câu 1 trở đi à, tất cả các cái series này đều có 66 câu 66 bởi vì là các em là 2k6 nên thầy sẽ làm 66 câu và số 66 nó tương đối đẹp nên là chúng ta cứ cố gắng mỗi một buổi ta chữa 66 câu bằng khoảng 1,5 đề thi thử nha câu 1 kim loại nào sau đây dẻo nhất thì kim loại dẻo nhất trên đời này chính là vàng vàng dẻo đến mức có thể là rát mỏng tới cỡ micromet và một chỉ vàng có thể rát mỏng uh, cỡ 2 mét vuông ánh sáng có thể truyền qua được nên người ta dùng vàng để người ta rát những các cái chi tiết mà người ta cần mạ vàng hoặc là người ta có thể cần làm tăng cái độ đẹp nó lên thậm chí vàng mà ăn được vào mồm đúng nha không? Không? câu 1 phương án C câu này không thể sai Câu 2, kim loại nào tác dụng với HCl hoặc cờ lo mà không cho cùng một muối? Các em lưu ý cho thầy nếu mà không cho cùng một muối á thì nó phải có hóa trị thay đổi, nó phải có hóa trị thay đổi thì chính là sắt. Sắt mà cho vào HCl thì nó biến thành FeCl2. Nhưng nếu mà sắt mà cho vào cờ lo thì biến thành FeCl3, được chưa? Thì chúng ta chú ý cho thầy là với câu này thì chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án D. Câu 3, kim loại nào sau đây điều chế bằng cách nhiệt luyện với chất khử là hydro thì em ghi thầy mở ngoặc lại đó là sau nhôm thì một số câu đầu là thầy nhắc lại kiến thức của hôm trước để chúng ta không quên thì sau nhôm trong đây thì chúng ta phải sẽ chọn thầy là sắt đúng như là câu 3 thì chúng ta chọn d rồi cảm ơn bạn thúy hiền đạt tiến quang minh bạn nguyễn sinh hùng tống khánh an mai linh long phú nguyễn nguyễn hoàng gia huy bùi quang huy nguyễn thị thùy rất nhiều bạn đã trả lời chính xác tiếp tục sang cho thầy câu số 3 để khử sắt ba cộng thành sắt hai cộng thì chúng ta nhớ cho thầy là dùng dư nhé thì chúng ta phải dùng dư đồng bởi vì đồng nó sẽ khử được từ sắt 3 về sắt 2 lúc này là sẽ có bạn thắc mắc là thầy ơi tại sao thầy không chọn ma dê em chú ý cho thầy là nếu mà ma dê dư ấy, thì nó sẽ khử từ sắt 3 này về sắt 2. sau đó với ma dê dư thì nó khử tiếp sắt hai về sắt nên là chúng ta sẽ không thu được sắt hai cộng còn bạc thì không khử được rồi bari thì nó tác dụng với nước trước nên là chúng ta chọn câu 4 đoán a câu này các em cẩn thận nhé câu 4 thì tất cả các bạn đều trả lời đúng bạn đạt tiến thúy hiền tống khánh an nguyễn hoàng gia huy bạn phú nguyễn đăng vũ rồi tiếp tục sang câu số năm nhôm khử được oxit kim loại nào sau đây thành kim loại thì chúng ta nhớ thầy là nhôm khử được những oxit kim loại sau nó thì chúng ta chọn CuO CuO mà cộng với nhôm ấy thì nó biến thành Al2O3 cộng Cu thì đây chính là phương trình phản ứng nhiệt nhôm đúng nha phương trình phản ứng nhiệt nhôm bạn nào chưa biết thì biết phương trình và và cân bằng cho thầy nhé câu số 5 đoán B được chưa tiếp tục sang với thầy câu số 6 câu số 6 thì nó bảo em đó là hỗn hợp Fe với Cu tan hoàn toàn trong dịch nào thì chúng ta chú ý cho thầy này là với H3 đặc nguội thì sắt không phản ứng. Axit à, sulfuric đặc nguội cũng thế, sắt không phản ứng. Thế còn HCl thì đồng không phản ứng, đúng không? Thầy chữa rất chi tiết các em nhé. Nên chúng ta cố gắng là chúng ta ghi chép lại nếu mà câu này bị sai thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn phương án A bởi vì sắt với đồng mà cho vào đây á đều khử được từ sắt 3 về sắt 2, FeCl2 cộng vân vân vì từng kim loại. Nhưng mà tóm lại là câu 6 đáp án A rồi ok câu 6 a có bạn thùy bạn quang huy thúy hiền sinh hùng đạt tiến tống khánh an hồ thuận à, coi suất mà không được fan cứng à thì thầy chả biết làm thế nào để có fan cứng kem à, cố gắng coi nhiều vào đúng không câu số 7 để bảo vệ các đường ống dẫn nước bằng thép người ta có thể gắn miếng kim loại nào thì chúng ta lưu ý cho thầy này cái bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hóa cũng giống như kiểu chúng ta bảo vệ người yêu của mình thôi mình muốn bảo vệ được nàng thì mình phải mạnh hơn nàng đúng không thế mình phải lấy thằng mạnh để bảo vệ thằng yếu chứ thì trong bài này chúng ta có thể ốp ma nhé ốp ma dê nhưng mà thường trong thực tế người ta hay ốp kẽm câu 7 phương án c em có thể ghi mở ngoặc luôn đó là kim loại mạnh chúng ta ghi là kim loại mạnh hơn để bảo vệ kim loại yếu hơn được chưa em ghi thấy kim loại mạnh hơn bảo vệ kim loại yếu hơn chính là phương pháp điện hóa bảo vệ điện hóa bảo vệ điện hóa thì tiện đây trong lúc đợi một số bạn vào thì thầy nhắc các bạn này là kim loại á thì nó có hai sự ăn mòn là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa với ăn mòn điện hóa thì khi chúng ta có hai kim loại đóng vai trò là hai điện cực chúng nó sẽ có hiện tượng là kim loại mạnh hơn đóng vai trò cực âm thì nó sẽ bị oxy hóa nên ví dụ như lúc này chúng ta có cái cặp kim loại magie với sắt thì magie là cực âm thì nó sẽ bị oxy hóa còn sắt là cực dương thì nó sẽ được bảo vệ nên là chúng ta lưu ý như thế là kim loại nào mạnh hơn nó sẽ bị ăn mòn trước nên là muốn bảo vệ thép hay bảo vệ sắt ấy, thì chúng ta phải dùng kim loại mạnh hơn nhưng mà không được chọn kim loại kiềm kiềm thổ à, uh, maze thì vẫn dùng được bởi vì maze ở nhiệt độ thường coi như không tác dụng với nước đúng nhỉ câu 7 chúng ta chọn c nhưng mà thường người ta hay dùng kẽm nhé câu số 8 đúng rồi mình phải mạnh hơn thì mình mới bảo vệ thằng khác được chuẩn đấy bạn đạt tiến câu số 8 thì cho sắt dư vào dung dịch nào mà thu được hai muối thì câu số 8 em phải chọn c mới đúng nhé có một số bạn comment b là không đúng đâu sắt cho vào đây thì cái hso 4 này đóng vai trò như axit sulfuric thì nó biến thành FeSO4 còn natri nó sẽ biến thành Na2SO4 là tôi có hai muối cộng với khí hiro được chưa? Còn sắt dư cho vào HCl hay H2 bốn loãng ấy thì nó chỉ có một muối duy nhất là mối sắt 2 thôi. Còn riêng câu C thì có thêm muối thứ hai là Na2SO4. Câu số 9 thì CO sẽ khử được oxit kim loại sau nhôm, đúng không? Vậy thì chất rắn của mình nó gồm có đồng này, Fe này và MgO không bị khử. Thế giờ tôi cho anh này vào AgNO3 thì tôi thu được chất rắn Y thì chúng ta nhớ thầy là sắt với đồng tan hết Y của mình có bạc và MgO, đúng nha Thì chúng ta sẽ chọn thầy câu số 9 đáp án A. Câu này tương đối hay. Những bạn nào chọn A đây, đã nhìn thấy bạn Tống Khánh An, bạn Nguyễn Sinh Hùng và một số bạn nữa comment A chính xác. Tiếp tục, sang với thầy câu số 10, kim loại không có tính chất vật lý chung nào. Kim loại có 4 tính chất vật lý chung, đó là tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim. Còn tính đàn hồi thì nó không liên quan. Nhé, câu số 10 chúng ta chọn thầy phương án D. Các bạn ơi, tất cả chúng ta comment thầy nhé. Câu 10 D, OK, Duy Lê, Hòa Phạm, Sinh Hùng. Tiếp tục, câu số 11, ở nhiệt độ thường sắt tác dụng với dung dịch gì? thì sắt nó sẽ đẩy được bạc ra khỏi muối. Sắt cộng với F uh, cộng với AgNO3 thì biến thành FeNO3 hai lần cộng với Ag. Tùy từng trường hợp nếu mà Fe mà thiếu thì nó có thể biến thành sắt 3 nhưng mà nếu mà AgNO3 thiếu thì nó biến thành sắt 2 thôi. Cộng Ag, được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ thấy ngay là câu 11 đáp B. Câu này thì tất cả các bạn đều trả lời đúng. Sang thầy câu 12, hydro thì nó sẽ khử được oxit kim loại sau nhôm. Chúng ta cứ nhớ là sau nhôm đấy chưa? Sau nhôm thì chúng ta sẽ có anh này biến thành Cu này, anh này biến thành Fe, hai anh này để yên. Vậy thì chúng ta sẽ có Cu, Fe và hai oxit. Câu 12 các em chọn thầy phương án C. Được chưa? Đấy, những câu này là chúng ta toàn ôn lại buổi hôm trước thôi. Buổi hôm trước thì chúng ta đã nói với nhau rồi, đúng không? Là hydro hay là nhôm hay các chất khử nói chung ấy là chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau nhôm. Nên câu 12 chúng ta chọn C. Câu 13, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất hay là kim loại nhẹ nhất là lithium, còn oxymi là kim loại nặng nhất Oxymi là kim loại nặng nhất được chưa CC là kim loại mềm nhất Mềm nhất Ok chưa 13 chúng ta chọn thầy phương án D Tiếp tục Câu số 14 Nhôm không tan trong dung dịch gì Thì nhôm không tan trong axit nitric đặc nguội Chúng ta có 3 kim loại là nhôm, sắt và chrome Bị thụ động hóa Gần như là đề nào thầy nhắc đi nhắc lại cái này nhé Trong HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Được chưa? Nên là những kim loại này nó không phản ứng đâu. Câu số 14 chúng ta chọn B. Rồi cảm ơn bạn Hồ Thuận, Đặng Thị Cẩm Tú, Phạm Thúy Hiền, Bùi Quang Huy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Sinh Hùng, Hồ Thiên Hạo, Thanh Bình, Đạt Tiến, Hoàng Khải Kiên. Rất nhiều bạn đã trả lời rất chính xác. Tiếp tục sang cho thầy câu số 15. Kim loại nào sau đây phản ứng với axit suýp loãng thì chúng ta sẽ loại bạc, loại vàng, loại đồng. Chúng ta chỉ có kim là đứng trước hiro. Chúng ta sẽ chọn thầy câu 15 đoán A. Câu 16 để khử sắt 3 cộng thành sắt 2 cộng thì có thể dùng dư kim loại nào? Chúng ta chú ý cho thầy là để khử từ sắt 3 thành sắt 2 thì giống như bài trên chúng ta sẽ dùng đồng đúng nhỉ? Không thể dùng magie vì magie là sẽ khử hết sắt 3 về sắt. Bạc thì không phản ứng rồi. Bari thì tác dụng với nước trước nên là chúng ta không chọn được. 16B, câu này thì lặp lại bên trên. Câu 17, ion nào sau đây có tính ô xóa yếu nhất? Tính ô xóa yếu nhất khi nó đứng đầu tiên trong giải điện hóa. Ví dụ trong trật tự giá điện hóa thì MG2 cộng đứng đầu tiên này. Sau MG2 à, NA cộng đứng đầu tiên thì nói, thầy không nhìn thấy NA cộng. NA cộng này sau đến MG2 cộng xong là đến Cu2 cộng và cuối cùng là AG cộng thì đi từ trái sang phải tính oxy hóa tăng dần, tính oxy hóa tăng dần chúng ta học rồi. Vậy thì anh nào mà kim loại có tính khử càng mạnh thì ion của nó tính ô hóa lại càng yếu. Vậy thì yếu nhất là NA cộng nhé. 17 đáp án của mình là B. Còn tính ô hóa mạnh nhất là AG cộng. 17b rất nhiều bạn bị nhầm nhé. 17b có Hoàng Gia Huy đúng này hồ thuận, à, bạn Bùi Quang Huy, Thúy Hiền, Tống Khánh An rất nhiều bạn trả lời chính xác. Thế bạn Đặng Thị Cẩm Tú, Đạt Tiến. Câu số 18 thì cũng tương tự như thế. Trật tự giảm dần tính oxy hóa thì anh nào càng đứng phía sau ấy tính oxy hóa càng mạnh. Vậy thì trong bài này thì chúng ta sẽ thấy ngay là Cu2 cộng mạnh nhất, xong đến sắt 2 cộng, xong đến Al3 cộng 18 nếu mà giảm dần ta chọn b. Câu 19 cho sắt với đồng vào HNO3 mà vẫn có kim loại dư, kim loại dư chính là đồng và sắt có thể dư. Vậy thì chúng ta thấy ngay là khi có kim loại dư thì nó sẽ khử hết sắt 3 về sắt 2. Nên câu số 19 đan C, những câu này thì hôm trước chúng ta đã chữa rất kỹ rồi. Đúng rồi. Ok, 19C. Tiếp tục sang thầy câu số 20, quặng bôxit, quặng bôxit nó là Al2O3 ngậm hai nước. Đây là thành phần chính quặng bôxit. Vậy thì anh này dùng để sản xuất nhôm, đúng nha. Câu 20 đáp A và phương pháp sản xuất nhôm là người ta sẽ điện phân nóng chảy Al2O3. Điện phân nóng chảy, xúc tác là cryolit thì nó biến thành Al và oxy. Chúng ta lưu ý cho thầy cái phản ứng này nhé. Những phản ứng này chúng ta sẽ có trong cái chủ đề tổng ôn về nhôm. Được chưa? 20 các em chọn A. 20 bạn đàn Nguyễn bánh pía sầu riêng Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nick Miki. Đấy, Thúy Hiền đạt tiến, đạt Nguyễn Tống Khánh An, rất nhiều bạn trả lời tốt. Tiếp tục sang câu 21. Khi nào sau đây chỉ điều chế các điện phân nóng chảy thì chúng ta phải chọn hoạt động mạnh. Hoạt động mạnh. Những cái loại hoạt động mạnh ấy đó là từ đầu dãy, chúng ta có thể bắt đầu từ kali tới nhôm thì chúng ta sẽ điều chế bằng cách điện phân nóng chảy. Thì với bài này chúng ta sẽ chọn canxi. Để điều chế canxi thì cách duy nhất là điện phân nóng chảy hợp chất của canxi, ví dụ như CaCl2 vân vân. Được chưa? Câu này chúng ta chọn thầy phương án D. Câu số 22 thì đề bài nó bảo em đó là Uh, các kim loại có thể điều chế cách điện phân dung dịch muối thì chúng ta sẽ chọn thành những anh nào sau nhôm nhé Sau nhôm thì sẽ điện phân dung dịch được. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay câu A mình loại nhôm, câu C thì mình loại natri loại cả magie là nhôm. Câu D mình loại magie nên tóm lại câu 22 các em chọn B. Những bạn nào mà chọn câu 2B thì chứng tỏ kiến thức rất chắc. Bạn Tống Khánh A là Hoàng Khải Kiên, đạt tiến. Đấy những có một số bạn học rất là tốt nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị nhầm nhá, sinh hùng bị nhầm này. Đấy bạn Ờ, bánh pía có bị nhầm rồi ok không sao cái này thì nhầm là chuyện bình thường câu 23 sự phá hủy kim loại do tác dụng trực tiếp với chất ô xóa trong môi trường là sự ăn mòn hóa học thầy nhắc lại này ăn mòn hóa học là kim loại phản ứng trực tiếp với chất của môi trường ví dụ tôi cho sắt và hcl sắt cho e và hcl thì hiển nhiên là sắt đã bị ăn mòn hóa học thế còn ăn mòn điện hóa là gì là tôi phải có hai kim loại đóng vai trò là hai điện cực chúng phải tiếp xúc với nhau hoặc nối với nhau thông qua dây dẫn và phải tiếp xúc với môi trường điện ly thì lúc đấy mới có ăn mòn điện hóa tóm lại là nếu mà mình có một kim loại á mà có cái kim loại đấy phản ứng với chất của môi trường ấy, thì đấy là ăn mòn hóa học đây này bài này nó bảo tác dụng trực tiếp thì là ăn mòn hóa học còn ăn mòn điện hóa là do tác dụng của dòng điện em ạ à, nó khác nhau bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ với câu 24 thầy sẽ phân tích hộ các bạn cụ thể luôn nhé nhìn thấy thầy cái phần ăn mòn này à, câu a nhúng kẽm vào đây thì tôi thấy ngay là kẽm sẽ tạo thành một cái pin là kẽm đồng bởi vì kẽm đẩy được đồng ra khỏi muối thì lúc này kẽm sẽ là cực âm đồng là cực dương thì sẽ có ăn mòn điện hóa tôi đã có hai kim loại nó tiếp xúc với nhau ăn mòn điện hóa nhưng đồng thời là cũng sẽ có cả ăn mòn hóa học kẽm cũng bị cũng bị ăn mòn hóa học vì sao vậy bởi vì là trong cái bài này kẽm có phản ứng với chất của môi trường nên là ở câu a là kẽm sẽ có cả hai sự ăn mòn ăn mòn điện hóa là chủ đạo nhưng mà vẫn có ăn mòn hóa học bởi vì kẽm vẫn phản ứng với muối của đồng và vẫn phản ứng với axit nên là chúng ta nhớ cho thầy là lúc này là có khí hiro thoát ra nhưng trên cả bề mặt của kẽm cả bề mặt của đồng cái này chúng ta học rồi Thế nó hỏi ở đâu có ăn mòn điện hóa thì câu A luôn có hai kim loại. Câu B nhôm, một mình nhôm với oxy thì ăn mòn hóa học thôi. Câu C một mình sắt với HCl thì cũng ăn mòn hóa học. Bởi vì có một kim loại làm gì có hai điện cực đâu. Một kim loại chỉ là 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 một chất tác dụng trực tiếp với môi trường, chứ còn nếu mà mình có hai kim loại thì mình mới xét đến ăn mòn điện hóa. Câu C, câu D thì cũng thế là ăn mòn hóa học nhé. Thì riêng câu A là có cả hai sự ăn mòn. Được chưa? Đấy, đến giờ em vẫn nhầm ăn mòn hóa học với ăn mòn điện hóa. Thế bây giờ đơn giản thế này Thúy Hiền này, là em chỉ cần nhìn cho thầy là có hai kim loại mà chúng tiếp xúc với nhau hoặc là chúng nối với nhau qua dây dẫn và trong cùng một dung dịch ấy, thì lúc đấy nó có ăn mòn điện hóa. Còn ăn mòn hóa học là chỉ cần có một kim loại phản ứng trực tiếp với môi trường là có ăn mòn hóa học. Đây là chúng ta thấy ngay câu B, câu C, câu D chỉ có một kim loại thôi. Có một kim loại thì làm gì nó là hai điện cực được. Muốn có điện hóa là phải có hai điện cực. Hai điện cực thì hiển nhiên là các câu B, C, D có một kim loại thì nó không thể đóng vai trò là hai điện cực được nên là ở câu BCD chỉ có ăn mòn hóa học thôi. nhé Tóm lại là muốn có ăn mòn hóa học là chỉ cần có phản ứng của một kim loại với chất của môi trường là được. Thế giờ sang câu 25 nhé, chúng ta làm thêm mấy bài cho nó quen. Ở lúc này là đồng nó không đẩy được sắt ra đồng nó phản ứng với muối của sắt thì ở đây chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Câu C một mình nhôm thì cũng chỉ ăn mòn hóa học. Câu B thì lúc này kẽm mạnh hơn đồng đẩy đồng ra khỏi muối thì có pin kẽm đồng thì chắc chắn có ăn mòn điện hóa. Nhưng dĩ nhiên thầy nói luôn các bạn này ở đâu có ăn mòn điện hóa thì cũng thường kèm theo ăn mòn hóa học luôn bởi vì sao bởi vì lúc này là kẽm cũng tác dụng trực tiếp với chất của môi trường đúng không thì nó có ăn mòn hóa học nhưng mà điện hóa vẫn là chủ đạo nên câu 25 đàn b còn câu d là thép trong cờ lo thì khí cờ lo nó không phải môi trường điện ly thì lúc này nó chỉ có ăn mòn hóa học thôi ăn mòn điện hóa nó phải xảy ra trong dung dịch hay là môi trường điện ly hoặc là không khí ẩm nhé 25 đáp án của mình là b những bạn chọn B có bạn Nách Miki, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Thúy Hiền, Hồ Thuận, Sinh Hùng, Thị Thùy, Đạt Tiến. Ok các em, tiếp tục sang câu 26. Nào, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Có nghĩa là chỉ có một kim loại tác dụng trực tiếp với chất của môi trường. Đó, bây giờ chúng ta nhìn cho thầy thấy ngay này. Ở câu A thì nhôm mạnh hơn đồng, đẩy đồng nó khỏi muối thì có pin nhôm đồng, nhôm là cực âm, đồng cực dương. Cứ mạnh hơn là cực âm thì nó bị ăn mòn. Thì lúc này sẽ có ăn mòn điện hóa cộng ăn mòn hóa học Thầy nói luôn các bạn là ăn mòn điện hóa với ăn mòn hóa học lúc nào đi kèm với nhau. Thường nó đi kèm với nhau. Câu B, sắt đẩy đồng nó khỏi muối thì tôi có pin sắt đồng. Nếu mà phân tích là thì sắt là cực âm, đồng là cực dương thì lúc này nó sẽ có ăn mòn điện hóa cộng ăn mòn hóa học. Vì sao có ăn mòn hóa học? Bởi vì sắt nó tác dụng trực tiếp với chất của môi trường rồi. Câu C thì đồng nó cho vào đây nó chỉ biến thành đồng sun phát và sắt hai sun phát thì lúc này là không có hai kim loại. Phải là hai cục kim loại nhé, hai cục kim loại nó khác. Còn đây nó là muối, muối là nằm trong dung dịch. Lúc này tôi chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Còn câu D sắt đẩy bạc nó khỏi muối thì tôi có hai cái điện cực là sắt cực âm, bạc cực dương. Thì lúc đấy tôi có cả ăn mòn hóa học. Ăn mòn điện hóa cộng ăn mòn hóa học. Vậy thì bài này nó chỉ có ăn mòn hóa học thì chúng ta chọn C. Được chưa? 26C. Đấy các bạn hiểu bài hết rồi đấy. 26C đúng hết này. Đạt Tiến này, Tống Khánh An, Sinh Hùng, Bùi Quang Huy này, Đấy, Đạt Nguyễn Trung Hoàng Thúy Hiền, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Trung Tú Anh. Ok các em, nào, cái phần này là cái phần rất khó nhớ nhưng các em tập trung nào. Bây giờ xin mời các bạn comment câu 27. Thí nghiệm nào có ăn mòn điện hóa? Nào điện hóa là phải có hợp kim hoặc có hai kim loại nhé. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay, sắt đã được phủ kín bởi lớp sơn trong không khí khô thì cái này là không bị ăn mòn này. Không bị ăn mòn. Đúng không? Hoặc là ăn mòn rất rất chậm bởi vì đã được phủ kín rồi. Phủ kín là không tiếp xúc với môi trường địa ly rồi. Cho đồng vào đây thì đồng nó chỉ khử được sắt 3 về sắt 2, không có cục kim loại mới. Thế thì lúc này chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Nhưng mà sắt nguyên chất cho vào muối của đồng thì lúc này tôi tạo thành một pin sắt đồng, sắt cực âm, đồng cực dương thì có cả ăn mòn điện hóa cộng ăn mòn hóa học. Còn kẽm nguyên chất và HCl chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Vậy thì bài nào có điện hóa chắc chắn là câu C. 27 những bạn nào chọn C là thiên thần, đúng không? C của chúng ta có những ai đây? Có bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Trung, bạn Nách Bùi Quang Huy, Đạt Tiến, Hòa Phạm, Sinh Hùng, Thúy Hiền, Hồ Thiên Hạo, Trung Hoàng, Quang Minh, Tống Khánh An. Rồi, đấy. Một số bạn bị nhầm thì xem lại nhé. Tiếp tục câu 28. Chỉ có ăn mòn hóa học là tôi chỉ có một kim loại thôi. Chỉ, chỉ có một kim loại mòn hóa học. Vậy thì chắc chắn nó là câu B. Một mình sắt. Còn câu A lúc này tôi thấy là nhôm đẩy đồng ra khỏi muối. Thì tôi sẽ có cả ăn mòn điện hóa cộng hóa học. Câu B thì một mình sắt thì là hóa học thôi. Nhưng câu C thép carbon nó là hợp kim. Hợp kim này không chỉ có sắt có carbon mà có thể có rất nhiều các nguyên tố khác như kiểu Niken, Mangan thì nó sẽ bị ăn mòn điện hóa và dĩ nhiên có cả hóa học. Chúng ta nhớ thầy là ăn mòn điện hóa thường kèm theo ăn mòn hóa học vì sao? Bởi vì trong quá trình ăn mòn điện hóa thì cái kim loại trong cái hỗn hợp đấy nó cũng sẽ phản ứng với các chất của môi trường thì lúc nào có ăn mòn hóa học đi kèm. Tiếp tục, sắt là thép carbon thì chắc chắn trong môi trường axit cũng là môi trường điện ly là điện hóa cộng hóa học nhé. Nên câu 28 em chọn B. Đấy câu này các bạn đúng hết đấy. Ok quá, hiểu bài rồi đấy Tiếp tục, câu 29 Nào, câu 29 Em ơi tập trung đoạn này đi, đoạn này rất khó nhớ Mà trong đề thi lúc nào cũng có Chúng ta tập trung nhé Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa Thì phải có hợp kim hoặc có hỗn hợp kim loại Chúng ta nhìn qua nè Anh nào có hợp kim hoặc hỗn hợp kim loại Thì đây, chính là cuốn sợi dây đồng với đinh sắt Đồng với sắt nhúng trong nước muối Nước muối môi trường điện ly sắt cực âm đồng cực dương Được chưa? Đấy câu b của mình đốt đồng trong cờ lo thì chắc chắn chỉ có hóa học Đồng nguyên chất và FeCl3 thì nó khử về CuCl2 và FeCl2. Đúng lại chỉ có hóa học thôi, không có kim loại mới. Đồng nguyên chất trong oxy chỉ có ăn mòn hóa học. Đúng nhỉ? Nên là bài 29 chúng ta chọn A. Quá ok. Đấy, các bạn Trung Hoàng Ngọc Mạnh này, Bùi Quang Huy, Thúy Hiền, Linh Nguyễn, Nick mikey Sinh Hùng, Tống Khánh An, Gia Huy, Đạt Tiến đều làm đúng. Tiếp tục, sang thầy câu số 30. Chỉ có ăn mòn hóa học là chỉ có một kim loại thôi. Thế nên chắc chắn là câu A, đúng không? Thế câu B sao? Câu B tôi có pin sắt đồng. Câu C tôi có pin sắt carbon, sắt cực âm, carbon cực dương. Đấy, sắt cực âm, carbon đồng cực dương này, sắt cực âm, đồng cực dương, đúng không? Thì câu 30 chúng ta chọn A. Nhớ, nhớ là kim loại mạnh hơn là cực âm. Hiểu chưa? Câu 31, khi để lâu trong không khí ẩm, một vật bằng tôn là sắt tráng kẽm bị xây sát, bị xây sát là bị xước rồi, là tiếp xúc với môi trường điện ly, bởi vì trong không khí ẩm là môi trường điện ly này. Đấy, vậy thì lúc này có ăn mòn điện hóa. Đúng không? Ăn mòn điện hóa. Ờ, nhưng mà kim loại nào mạnh hơn? Kẽm với sắt thì kẽm mạnh hơn, kẽm cực âm, sắt cực dương thì kẽm bị ăn mòn hóa học. Chúng ta chú ý thầy là cực âm bị ăn mòn nhé. Cực âm bị ăn mòn. Điện hóa. Lưu ý đấy, cực âm là kim loại mạnh hơn đấy. Vậy thì ở đây ta ghi là kẽm bị ăn mòn điện hóa, câu 31 đáp án D. Ok chưa? Câu 31 đáp án D. Thầy nói lại này. Kim loại nào mạnh hơn đóng vai trò cực âm thì nó bị ăn mòn điện hóa, được chưa? Đây thầy ghi đầy đủ cho các bạn nhé. Chú ý. Ghi vào đấy. Kim loại mạnh hơn là cực âm và bị ăn mòn điện hóa. Đấy. Và nó bị ăn mòn điện hóa. Chú ý như vậy. Thế bây giờ tôi có kẽm với sắt thì kẽm là cực âm, sắt cực dương thì kẽm bị ăn mòn điện hóa. Đúng không? Câu 31 đã án D. Nhá, có một số bạn chọn B xem lại. Nào, câu 32, nhúng một thanh sắt vào đây thì sắt đẩy được cái gì ra? Sắt đẩy được bạc thì hình thành pin sắt bạc. Sắt đẩy được đồng thì hình thành pin sắt đồng. Thì trong các cái thí nghiệm này sắt đều là cực âm, đồng bạc cực dương, sắt cực âm, đồng cực dương. Vậy thì ăn mòn điện hóa là tôi có hai thí nghiệm, đáp C. 32C. Đấy. 32C nhá. Sinh hùng nhầm, À, ăn mòn hóa học à? Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi. Thầy đọc sai đề này. Ăn mòn hóa học thì lúc này tôi xin lỗi các bạn là có cả ba luôn. Trừ cái này thôi có ba thí nghiệm. Thầy xin lỗi, xin lỗi thầy đọc sai đề. Ăn mòn hóa học chứ không phải điện hóa. Ăn mòn điện hóa thì có hai, được chưa? Em ghi thầy điện hóa. Điện hóa thì có hai thí nghiệm. Hai thí nghiệm đó là sắt cho vào Ag cộng và sắt cho vào đồng 2 cộng. Chứ còn uh, hóa học thì nó có ba thí nghiệm. Tại sao lại ba thí nghiệm? Bởi vì là ở trong đây là chỉ cần có phản ứng là được đấy thì tôi sẽ có ngay sắp cho vào HCl này sắp cho vào AG cộng này và sắp cho vào Cu2 cộng nhé Sorry các em thầy đọc sai đề câu 32 đáp án của mình là D nhưng mà thầy vẫn còn kịp tỉnh táo đẹp trai thầy sửa lại đúng chưa nói lại này điện hóa là chỉ có hai còn hóa học là ba ok chưa rồi câu 32 đấy thực ra cái lỗi sai của thầy cũng là lỗi sai của tất cả các bạn thường chúng ta sẽ đọc thiếu mất một chữ điện thôi riêng cái chữ điện đấy là chúng ta không cẩn thận là toi đấy 33 nào sắt bị ăn mòn trước khi sắt phải mạnh hơn đó là cặp số 1 cặp số 3 và cặp số 4 riêng cặp số 2 thì kẽm là cực âm được chưa cái này sắt cực âm này cực âm nó sẽ bị ăn mòn trước nhé vậy thì chúng ta có cặp 1, 3 và 4 câu này chúng ta chọn đán A câu 33 các em chọn A ok chưa đấy 33A ok các bạn đều làm đúng bạn Hồ Thiên Hào, bạn Nguyễn Trung, Đạt Tiến, Tống Khánh An, Sinh Hùng, Ngọc Mạnh Ok Thế bạn Thúy Hiền Đạt Nguyễn Nách Mickey Sang câu 34 Nào thanh sắt bị ăn mòn nhanh nhất khi nào Nhanh nhất khi sắt và cái kim loại đấy Nó sẽ xa nhau nhất Để cho khoảng cách giữa hai kim loại là xa nhau nhất Thì cái hiệu điện thế nó sẽ lớn nhất Hay là cách khác là cái năng lượng của pin nó sẽ cao nhất Do đó nó bị ăn mòn nhanh nhất Tóm lại bị ăn mòn nhanh nhất Trong trường hợp sắt và cái kim loại còn lại Nó ở vị trí xa nhau nhất Thế bây giờ thấy ngay là trong cái cặp đầu tiên là sắt với kẽm thì kẽm là cực âm sắt với thiếc thì sắt là cực âm sắt với niken sắt là cực âm sắt với đồng sắt là cực âm nhưng mà chúng ta nhớ trong giải điện hóa này kẽm này xong đến sắt này nhớ là niken này sang là thiếc này chỉ khỏi cửa hàng á phi âu là đồng ở đây này vậy thì ta thấy ngay sắt với đồng là xa nhau nhất thì hai anh này sẽ có cái hiệu điện thế của pin hay là suất điện động của pin ấy, nó sẽ là lớn nhất do đó là sắt với đồng xa nhau nhất nên là cái pin sắt đồng nó bị ăn mòn nhanh nhất đáng của mình là ta chọn là đán C 34C những bạn nào chọn C đây C có các bạn bà... Sinh Hùng Khánh An Đạt Nguyễn Nguyễn Trung Bùi Quang Huy Nách Mickey Hoàng Ngọc Mạnh Thúy Hiền rồi sang câu 35 nào để bảo vệ ống thép thì chúng ta đã nói rồi đấy thì người ta sẽ dùng kim loại mạnh hơn ví dụ bây giờ em muốn đi bảo vệ bạn gái thì em phải mạnh hơn chứ em phải khỏe hơn nó chứ bây giờ em yếu hơn bạn gái thì bạn gái đấm kẻ địch còn chúng ta được nàng bảo vệ à Đúng không? Thì chúng ta phải chọn kẽm vì kẽm mạnh hơn sắt. Có 36. 36 thì chúng ta thấy ngay tôi có một cái pin điện hóa là nhôm với đồng hay là cách khác là hai kim loại nguyên chất được được nối với nhau. Đồng nhé. Đấy được nối với nhôm này. Đây tôi có sợi dây của hai kim loại này đây. Thì chính cái chỗ mối nối á là hai kim loại này tiếp xúc với nhau thì nhôm nó sẽ là cực âm nó sẽ bị ăn mòn. Được chưa? Đồng được cực dương thì được bảo vệ nhưng mà chính bị ăn mòn đi chỗ mối này nó sẽ đứt ra vậy thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa nhôm là cực âm và bị ăn mòn đá D câu 36D ok chưa câu 32 hai chất cuối em chưa hiểu lắm đó. bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy sao lại hai chất cuối chưa hiểu lắm ở đây thầy nói các bạn là khi nào có ăn mòn hóa học là khi có phản ứng xảy ra là có ăn mòn hóa học sắt nó phản ứng với HCl phản ứng với hai cái muối này thì hiển nhiên nó bị ăn mòn hóa học nhớ chưa còn riêng trong trường hợp là tiếp xúc với hai anh này này là sắt sẽ bị ăn mòn cả điện hóa cả hóa học lưu ý nhé trong hai cái anh cuối á là khi tôi cho sắt và agno 3 với cuso 4 ấy thì sắt nó phản ứng trực tiếp với hai anh này thì chắc chắn nó có ăn mòn hóa học rồi ngoài ra sắt đẩy bạc và đẩy đồng nó khỏi muối thì hình thành các pin điện hóa thì lúc này sắt cũng bị ăn mòn điện hóa học tóm lại là chúng ta cứ nhớ cho thầy trong đầu là khi nó có ăn mòn điện hóa thì nó thường kèm theo đấy là quá trình ăn mòn hóa học bởi vì trong đây sắt đã phản ứng trực tiếp với muối của bạc trực tiếp với muối của đồng nó phản ứng trực tiếp với chất của môi trường thì nó bị ăn mòn hóa học thế thôi tóm lại là ở đâu có phản ứng là ở đấy có ăn mòn hóa học nhé chỉ cần có phản ứng là có ăn mòn hóa học còn khi nó đủ hai kim loại đủ điều kiện về điện cực đủ điều kiện về dung dịch chất điện ly và lúc đấy nó sẽ bị ăn mòn điện hóa nữa ok chưa đấy là câu 32 quay trở lại tại sao lại có ba thí nghiệm như vậy sang câu 35 là chúng ta chọn D này, 36 D, ok, 37. Nào, mấy câu lý thuyết đếm này nguy hiểm đây. Số thí nghiệm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. Điện hóa tôi phải có hai kim loại, đúng không? Thế bây giờ thế này nhé. Đồng không đẩy được sắt ra khỏi muối thì lúc này chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Nhưng mà sắt trắng kẽm, cắt này, cắt thì hiển nhiên miếng tôn nó bị xây xước rồi thì kẽm là cực âm, sắt là cực dương thì nó có cả điện hóa và chắc chắn có cả hóa học bởi vì sắt với kẽm nó sẽ phản ứng với oxy trong không khí phản với các chất oxy hóa khác trong không khí nữa nên là ở đây kiều dịnh có cả điện hóa cả hóa học còn nhúng thanh kẽm vào hcl rồi cho muối đồng thì nó này hình thành pin kẽm đồng thì nó có cả điện hóa cả hóa học nhôm vào đinh sắt rồi nhúng trong nah cả điện hóa cả hóa học vậy thì ở đâu có ăn mòn điện hóa điện hóa là có 3 thí nghiệm trừ thí nghiệm a đáp án a câu 37 chúng ta sẽ chọn a được chưa đấy 37 a mấy câu lý thuyết đến phải cẩn thận bạn sinh hùng đạt tiến tống khánh an hữu vũ bạn Hoàng Ngọc Mạnh. Rồi, tiếp tục, bạn Đạt Nguyễn trả lời đúng. Câu số 38, thí nghiệm nào không xảy ra ăn mòn điện hóa? Không xảy ra ăn mòn điện hóa có nghĩa là bị ăn mòn hóa học thì chính là cái thí nghiệm C là có một mình nhôm thì nhôm bị ăn mòn hóa học thôi. Còn câu A kẽ với đồng thì chắc chắn có điện hóa cộng hóa học. Gang là hợp kim rồi thì chắc chắn có điện hóa cộng hóa học. Chỉ cần hợp kim là được. À, đồng cho vào AG nó ba đồng đẩy bạc ra thì lúc này có cả điện hóa và hóa học nhé yeah. nếu mà chỉ có hóa học thì là c 38 c câu này các bạn đúng hết 39 thí nghiệm nào sau đây có ăn mòn điện hóa thì phải có hai kim loại thì hiển nhiên đó là cái thí nghiệm nào thí nghiệm c là sắt đẩy đồng nó khỏi muối đúng không thì lúc này nó sẽ có điện hóa cộng hóa học còn nhôm một mình nhôm và axit nó có phản ứng thì nó có hóa học câu b một mình đồng phản ứng với muối của sắt ba thì nó chỉ có ăn mòn hóa học câu d như thế ăn mòn hóa học ok chưa Lát thầy sẽ áp cái phần viết tay này lên nhóm hoặc lên trên page các bạn nhớ xoát lại nhá. Câu 40 này, đoạn này nguy hiểm đấy, đoạn này toàn tập trung về ăn mòn thôi. Nào xin mời chúng ta tập trung câu 40. Nào comment thầy cả Số thí nghiệm chỉ nhé Chỉ xuất hiện ăn mòn hóa học, chỉ có hóa học thôi nhé Chúng ta sẽ phân tích từng cái một. Thanh kẽm cho vào axit thì một mình kẽm là hóa học. Gang là hợp kim này. Thế thì nó có cả điện hóa cộng hóa học. Được chưa? đồng dư vào đây thì đồng không đẩy được sắt đồng không bao giờ đẩy được sắt ra khỏi muối vậy thì lúc này nó chỉ có hóa học thôi đốt thanh sắt trong oxy thì chỉ có hóa học bởi vì sắt phản ứng trực tiếp với oxy và lúc này chỉ có một mình kim loại là sắt và đặc biệt oxy nó không phải môi trường điện ly môi trường điện ly là phải có nước không khí ẩm này hoặc là dung dịch muối axit bazơ gì đó thì mới là môi trường điện ly câu 5 thì sắt cho vào axit cho tiếp đồng vào nữa thì lúc này nó có pin sắt đồng thì nó có cả hóa học và điện hóa đúng không đó, vậy thì nó bảo là chỉ có hóa học Thì tôi có thí nghiệm 1, thí nghiệm 3 và thí nghiệm 4 3 thí nghiệm, 1, 3, 4 Chúng ta chọn cho thầy phương án A Câu 40A, các bạn nào chọn A là hiểu bài rồi 40A có Đạt Tiến, Tống Khanh An và nói rõ 1, 3, 4, Sinh Hùng, Hữu Vũ, Đạt Nguyễn, Thúy Hiền, Bùi Quang Huy Hoàng Ngọc Mạnh, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Đức Huy, Quang Minh Ok các em Tiếp tục sang câu 41 Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học à điện hóa bây giờ chúng ta làm nhiều rồi hơi nước qua một ống đựng bột sắt nung nóng thì nó chỉ có hóa học thôi đúng không đinh sắt cho vào axit rồi cho thêm đồng thì có cả điện hóa cộng hóa học à, hai thằng này thì nó không có ăn mòn nữa nhé không có ăn mòn tại vì không có kim loại tham gia phản ứng à, không có ăn mòn kim loại vì sao vậy bởi vì cái thí nghiệm số ba là cái thí nghiệm mà không có kim loại tham gia ở đây nó chỉ là muối thôi kim loại nó phải là cái cục kim loại riêng biệt cơ chứ ở đây câu thứ số 3 của mình nó là hai cái muối làm gì có ăn mòn đúng không câu thí nghiệm số 4 này hợp kim là sắt carbon trong cái ẩm này chắc chắn có cả điện hóa cộng hóa học nhúng kẽm vào muối của đồng thì có điện hóa cộng hóa học sắt nguyên chất cho axit để cho thêm kẽm thì sắt không đẩy kẽm khỏi muối chú ý là sắt không khử được zn 2 cộng bởi vì sắt yếu hơn mà thì lúc này nó chỉ có hóa học thôi câu này lừa này Câu này lừa Kẽm thì đẩy được sắt ra khỏi muối Nhưng mà sắt không đẩy được kẽm Thì riêng cái thí nghiệm số 6 chỉ có hóa học thôi Thế ở đây nó bảo ở đâu có điện hóa Điện hóa ở đây là chỉ có thí nghiệm số 2 này Để chưa? Thí nghiệm số 4 này Thí nghiệm số 5 Chỉ có 3 thí nghiệm thôi 41 đoán A Đấy câu này đã có bạn bị lừa rồi 41 đoán A nhá Những bạn nào chọn A đây Chúng ta có Tống Khánh An đạt tiến sinh hùng Bạn uh, Thúy Hiền đạt Nguyễn Hữu Vũ Phạm Minh Nhật rồi. Đấy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, ok. Đọc kỹ vào. Nào 42, xin mời. 42, những thí nghiệm nào chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thì bây giờ ta phân tích luôn. Câu A đồng đẩy bạc ra khỏi muối cả điện hóa cộng hóa học. Câu B đồng nguyên chất FeCl3 thì đồng nó không khử được sắt ra khỏi muối sắt 3 đâu, nó chỉ về sắt 2 thôi, lúc này chỉ có hóa học. Sắt tây để trong không khí ẩm chắc chắn là điện hóa cộng hóa học. Cho kẽm vào axit rồi cho muối đồng vào thì kẽm đẩy đồng ra, điện hóa cộng hóa học. Cuốn sợi dây đồng với đinh sắt rồi nhúng cho cốc nước muối là môi trường điện ly, điện hóa, được chưa? Đấy. Vậy thì ăn mòn hóa học, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thì chúng ta có thí nghiệm B. Thế mỗi vậy một thí nghiệm thôi, bài này chúng ta chọn phương án C. Câu 42 phương án C, một thí nghiệm đó, bạn Hoàng Ngọc Mạnh này, Đạt Nguyễn, Thúy Hiền, Hưu Vũ, Tống Khánh An, đúng rồi. Sinh Hùng, Đạt Tiến, đúng hết. Hiểu hết bài đấy. 43. Số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa là chúng ta phải có hai kim loại. Đồ ăn hoặc hợp kim. Miếng thép nhé, thép nó là hợp kim à? Thép là hợp kim của sắt này, carbon và rất nhiều các nguyên tố khác như niken, chrome, mangan. Nhiều lắm trong thép có không chỉ là có mỗi sắt carbon đâu mà có rất nhiều kim loại khác. Thì câu A được này, được chưa? à, sắt cho FeCl3 chỉ có hóa học thôi này kẽm cho đây thì có cả điện hóa cộng hóa học này cái này cũng là điện hóa cộng hóa học <laughs> cho sắt vào muối của đồng thì nó đẩy đồng ra thì có cả điện hóa cộng hóa học nhôm nhưng mà cờ lo khô không phải môi trường điện ly môi trường điện ly nhớ là khí cờ lo khô không phải môi trường điện ly nên suy ra thầy là thí nghiệm e chỉ có ăn mòn hóa học thôi vậy thì nó bảo là có hiện tượng ăn mòn điện hóa thì chúng ta trừ câu E này, có câu D được này, câu C được. Câu 43 chúng ta có 3 thí nghiệm. Nhá, chúng ta có 3 thí nghiệm. Chúng ta chọn thầy phương án B mới đúng. 43B, được chưa? Đấy, có thêm Sơn Cần Giờ này, Hữu Vũ, Vũ này, Gia Huy, Ngọc Mạnh, Hòa Phạm, Tống Khánh An, Sinh Hùng. Đạt tiến, hiểu bài chưa? Những bạn nào hiểu bài thì thả tim cho thầy nào, hoặc là comment số 1 này. Những ai đã hiểu bài rồi comment số 1 chỗ cái đoạn ăn mòn này này. Những ai đã hiểu bạn comment số 1 của thầy xem nào. Đấy, chúng ta đã biết phân biệt đấy Tiếp tục sang câu 44. Sang câu 44. Câu 44 thì nó bảo em đó là nhúng thanh đồng nguyên chất vào FeCl3. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là đồng nó không đẩy được sắt ra khỏi muối. Thì hiển nhiên là lúc này đồng nó chỉ ăn mòn hóa học thôi. Sắt tráng thiết để cho không ý ẩm, điện hóa cộng hóa học kém cho vào đây thì có chắc chắn điện hóa của hóa học nói suốt rồi đồng với sắt trong công nước muối là hóa học ở uh, điện hóa bởi vì có hai kim loại vậy thì nó bảo là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thì đó là thí nghiệm số thí nghiệm a một cái câu 44 bốn a rồi ok các bạn hiểu bài hết đều comment số 1 rất tuyệt vời này có bạn đạt tiếng comment số 3 kìa <laughs> rồi ok 1,1 phẩy một kìa để quá nha. ok cảm bạn nhé 44 bốn câu này nguy hiểm đấy một thí nghiệm đó là thí nghiệm A rồi ok các bạn tiếp tục sang câu 45 này. cố gắng lên các em ơi hôm nay tập trung chủ yếu ăn mòn thôi 45 là ăn mòn điện hóa là cứ có hai kim loại được là câu 1 này đúng không thép trong bình oxy không phải môi trường điện ly không phải môi trường điện ly này câu này lừa này nhớ là phải trong không khí ẩm hoặc là trong dung dịch muối axit của ba dơ cơ thì mới là môi trường điện ly cho lá thép thép là hợp kim thép đã sẵn là hợp kim thì chắc chắn được Nhôm cho đấy chắc chắn được. Chúng ta có 3 thí nghiệm đàn C. 45C. Câu này nhá 45C. Em tưởng có điện hóa là có hóa học. À, không phải thường. Thầy chỉ nói là thường có ăn mòn điện hóa nó sẽ kèm theo ăn mòn hóa học. Ví dụ như cái câu mà nhúng cho công nước muối á, sắt với đồng có phản ứng với nước muối đâu. Thì nó chỉ có điện hóa thôi em ạ. À. Sắt với đồng không phản ứng trực tiếp với nước muối. Được chưa? Thì lúc nào mình phải nhìn thấy có phản ứng thì mình mới kết luận là có ăn mòn hóa học. Nhưng mà thầy nói các em là thường ăn mòn điện hóa nó sẽ kèm theo ăn mòn học. Đây thầy chỉ nói là thường thôi, chứ phải 100%, Nhớ chưa? Ví dụ cái trường hợp này này, đồng với đinh sắt này, cho vào công nước muối thì đồng với đinh sắt không phản ứng với nước muối. Thì lúc này nó sẽ có ăn mòn điện hóa. Đấy chưa? Còn nếu mà để lâu ấy, thì có thể nó phản ứng với thêm cái oxy hòa tan trong nước. Đấy, thì lúc đấy mình có thể tính thêm ăn mòn hóa học nhưng mà những cái bài này chúng ta chỉ quan tâm tới ăn mòn điện hóa thôi nhá sang câu số 46 số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa nào thì chắc chắn thí nghiệm A này Thí nghiệm B không phải này. Thí nghiệm C đồng không đẩy được sắt này. Thí nghiệm D cũng không có luôn. Bài này có một thí nghiệm. 46 chúng ta chọn cho thầy phương án của mình là phương án C. Được chưa nhỉ? 46 C. Đó. 46 C có bạn Sinh Hùng, Tấm Khánh An, Đạt Tiến. À. Mai em kiểm tra có câu sơ đồ phản ứng vô cơ thì em phải ôn lại lớp 10 11 chứ. Bây giờ nếu mà sơ đồ vô cơ thì toàn kiến thức lớp 11 với lớp 10 thôi. Chứ còn lớp 12 thì nếu mà sơ đồ nó phải rơi vào phần kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. Em cày cho thầy một cái video về kim loại kiềm, kiềm thổ đi. Có 300 bài lý thuyết thầy chữa thì đấy Tiếp tục sang câu 47. Số trường hợp có ăn mòn điện hóa là phải có hỗn hợp kim loại. Thì cái một không có này. Chúng ta có cái số 2 này, quá nổi tiếng rồi. Số 3 đồng không đẩy được sắt ra khỏi muối này, số 4 cũng không có luôn. Thế bài này chỉ có một thí nghiệm. 47D. Được chưa? 47D. Đấy các bạn đều đúng rồi Tống Khánh An sinh hùng Tiếp tục Câu số 48 Nào Câu 48 thì hết ăn mòn Số thí nghiệm thu được mối sắt 2 Thì em thầy ghi thầy chú ý luôn Thầy dạy trước cái phần sắt Đó là sắt ấy Phản ứng với những cái nào mà thu được mối sắt 2 Đây này Sắt phản ứng cái gì mà thu được mối sắt 2 Lưu Huỳnh này HCL này Được chưa Những cái phản ứng sắt với lưu Huỳnh Sắt với HCL Thì chắc chắn lên mối sắt 2 này Hoặc là những cái mối khác như kiểu đồng 2 cộng FE3 cộng vân vân này thì thu được mối sắt 2 hoặc là sắt dư HCL hoặc H2 bột loãng nhé em có thể ghi lại cái thầy cái đấy sắt dư phản ứng với H2SO4 đặc nóng này HNO3 này vân vân đấy hoặc các cái muối khác thì cũng chỉ thu được sắt 2 cộng được chưa đấy là chú ý lên sắt 2 tiếp tục khi nào lên sắt 3 thì sắt phản ứng với cờ lo chắc chắn là biến thành sắt 3 cộng ngoài ra sắt phản ứng với HNO3 dư H2SO4 đặc nóng dư Hoặc là AGNO3 dư Thì những cái trường hợp này là sắt 100% lên sắt 3 Đấy còn khi nào lên sắt 2 Thì là cái mục số 1 này này Khi nào lên sắt 3 thì là mục số 2 Để ý kỹ nhé Thế bây giờ sắt với cờ lo thì với bờ rôm Thì nó cũng như vậy đúng không Thì những cái này em phải để ý Cờ lo bờ rôm thì tương đương nhau Thế bây giờ khi nào nó thu được muối sắt 2 Thì ví dụ bây giờ câu B là sắt đốt trong bờ rôm dư 100% lên sắt 3 cái này thu được FEBR3 này. Tôi sẽ loại trừ này. Tiếp tục. axit đặc nóng dư thì không cần phải nghĩ rồi. Thì chắc chắn lên sắt 3. Được chưa? axit suy đặc nóng dư lên hết sắt 3. Sắt dư và agon bạn đã sắt dư chắc chắn nó lên sắt 2. Sắt dư cho vào HNO3 cũng chỉ lên sắt 2. Cái này là FENO3 2 lần này. Cái này cũng là FENO3 2 lần bởi vì sắt dư mà. Được chưa? FEO và anh này thì bản thân anh này là sắt 2 thì sản phẩm nó cũng chỉ là sắt 2 thôi. Được chưa? Cộng với K2SO4 cộng với nước. Thế bây giờ còn cái phản ứng số 1, phản ứng số 1 thì đồng cho FeCl3 thu được FeCl2 cộng CuCl2 chắc chắn có rồi. Vậy sắt 2 tôi có các thí nghiệm ADEF 4 thí nghiệm. Câu 48 chúng ta có 4 thí nghiệm đàn C. Được chưa? 48 C, các bạn sai 100%. Chỉ có một hai bạn đúng thôi, bạn Nguyễn Sinh Hùng, bạn Hữu Vũ. Những cái này là thầy chưa dạy đến. À, Nhữ Minh Thu, những cái này là kiến thức thầy chưa dạy đến phần sắt nhưng mà thầy đã từng nói trong một số đề thi thử rồi. Bạn nào nhớ thì chúng ta sẽ ghi lại được. Thầy nói lại đây, này. chúng ta ghi chép thầy cái đoạn này đi này. Khi nào lên sắt 2 thì khi sắt phản ứng với lưu huỳnh hoặc là HCl H4 loãng hoặc sắt phản ứng với những trường hợp như đồng 2 cộng sắt 3 cộng hoặc là khi nào đề cho sắt dư thì nó sẽ lên sắt 2. Còn khi nào lên sắt 3 thì sắt tác dụng với cờ lo hoặc brom hoặc những cái axit có tính ô xóa mạnh như HNO3, H4 đặc nóng dư hoặc Ag3 dư là lên hết sắt 3. Bây giờ tiếp tục nhé. Câu số 49 khi nào về mối sắt 2 thì câu 1 được này nó có tính khử nó khử sắt 3 về sắt 2 thu được FeCl2 cộng lưu huỳnh kết tủa cộng HCl. Câu số 2 thì FeNO32 lần cộng AgNO3 chúng ta biết cái phản ứng này rồi, biến thành FeNO33 lần cộng Ag. Được chưa? Câu 2 không được này. Câu 3 đốt dây sắt để cho vào cờ lo thì 100% lên sắt 3, kể cả sắt dư hay là cờ lo dư, 100% lên sắt 3. Đã đốt sắt trong cờ lo 100% lên sắt 3, không quan tâm chất nào hết chất nào dư. Riêng câu 4 cũng không được. Câu 4 thì chúng ta có Fe2 cộng Cộng với H cộng và NO3 trừ, câu này rất nguy hiểm này, câu này toàn đoạn khó nhé. Thì chúng ta có ngay H cộng với NO3 trừ đóng vai trò như HNO3 thì đưa hết sắt lên sắt 3. Sắt 3 cộng khí thường nó sẽ là NO cộng với nước. Vậy thì câu 4 không có. Câu 5 nếu mà tôi cho vào axit loãng thì nó vẫn có cả sắt 2, sắt 3. FESO4 cộng FE2SO43 lần cộng với nước. Cái đoạn này thì có một số cái câu liên quan đến phần sắt thì mình chưa học. Đấy thì cái này anh cứ ghi đi dần dần chúng ta nhớ lại mà thực tế những cái này chúng ta đã từng gặp qua ở các lớp 10 11 rồi đúng không nên nên lớp 12 thì cái phần sắp thực tế là mình học lại các kiến thức cũ chứ chẳng chả có gì mới câu 49 chúng ta có hai thí nghiệm đàn C những bạn nào chọn C đây đấy rất nhiều bạn chọn C nha đúng 49C nhưng mà vẫn có một vài bạn chọn D xem lại đi à, 50 số thí nghiệm tạo mối sát 3 đấy ở đây thầy bổ sung luôn là cái này có mấy cái kiến thức mình chưa học bổ sung đó là y trừ với lại s2 trừ khử được sắt 3 cộng về sắt 2 cộng đây là kiến thức lớp 10 nói là bổ sung thực tế là gọi là nhắc lại mới đúng chúng ta có ví dụ hi này nó sẽ khử sắt 3 về sắt 2 những cái này bạn nào mà quên kiến thức cũ thì xem lại cho thầy nhé hoặc là k2s đi cộng với fecl3 thì nó biến thành sắt 2 là fes cộng với lưu huỳnh cộng kcl đó vậy thì ở đây chúng ta thấy ngay là hoặc là hi nhé hi mà gặp ff 2 o 3 thì nó đang gặp sắt 3 đúng không nó sẽ khử sắt 3 về sắt 2 fi 2 cộng iốt cộng nước những cái phương trình này em đã học ở lớp 10 nói là bài sắt mình chưa học nhưng thực tế mình đã gặp hết ở lớp 10 rồi thế bây giờ đốt sắt trong cờ lo 100 thu được mối sắt 3 hi thì nó chỉ nên sắt 2 thôi ở đây axit dư thì chắc chắn lên sắt 3 được FNO33 lần đúng chưa à, nhưng mà sắt mà cho vào axit mà nó không nói gì có nghĩa là axit này loãng kể cả nó loãng nó dư hay nó thiếu thì vẫn chỉ là sắt hai thôi vẫn chỉ là sắt hai thôi được chưa đó nên là chúng ta thấy ngay câu 4 không được câu 5 brom thì nó ô xóa sắt 2 lên sắt 3 FEBR3 cộng FE2SO43 lần em cứ nhớ là brom hoặc cờ lo nó sẽ ô xóa được sắt 2 lên sắt 3 5 được này 1 được này 3 được Riêng câu 6 chắc chắn được bởi vì AG 3 nó ô xóa sát 2 đi sát 3 thành SNO33 lần. Cộng AGCL kết tủa và có thêm một cái kết tủa nữa là AG. Bài này thu được hỗn hợp 2 kết tủa. Đó. Vậy thì với cái bài này thì chúng ta có 4 thí nghiệm. Đán D. Câu 50 D. Đấy. Câu này khó nhưng mà các bạn cũng làm đúng đấy. Bạn là Sinh Hùng, Đạt Tiến, Sơn, Cần Giờ, Tống Khánh An, Quang Minh, Thúy Thiền Rất tốt. Sang câu số 51. 51 ư chỗ này toàn câu về sắt này khó thế thầy sẽ sớm dạy phần sắt trong một vài tuần nữa còn uh, những cái bài này em phải sử dụng các kiến thức cũ và có cái gì thầy vừa bổ sung thì chúng ta bổ sung thêm ví dụ nhé lên được sắt ba thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy cờ lo chắc chắn lên sắt ba rồi được chưa hoặc là ag ba mà dư này thì chắc chắn cũng lên sắt ba fn ba ba lần cộng ag những cái này chúng ta biết trước này được chưa hoặc là trong trường hợp mà cho sắt đến dư và hno ba không được bởi vì sắt dư nó chỉ về sắt 2 Đấy, cái này hiển nhiên sát 3 này. Cái này cũng là hiển nhiên sát 3. Bởi vì đây là đã sát 3 sẵn rồi thì chắc chắn đây hết sát 3, không phải nghĩ. À, đốt sắt trong lưu huỳnh thì 100% lên sát 2 thôi, FSS. Vậy thì bài này nó bảo lên sát 3 ta có 4 thí nghiệm. Đáng của mình là đoạn A. 51A. À, Đấy được chưa? Rồi. Đoạn này em không biết phương trình thì chứng tỏ lớp 10 lớp 11 em học hơi kém, em phải xem lại nhá. Câu 52 thì chúng ta chú ý hộ thầy này cái này thầy đã nhắc trong phần đại cương kim loại đấy em nào mà học lướt phớt thì chúng ta phải xem lại đi là khi tôi cho kim loại vào dung dịch có H cộng với N3 trừ ấy mà có sản phẩm khử mà có sản phẩm khử là hydro thì em ghi đi cái này có bài tấm toán nâng cao đấy chứng tỏ N3 trừ đã phản ứng hết đã phản ứng hết vì sao vậy chúng ta có thể giải thích thế này ví dụ kim loại nhé cộng với H cộng và N3 trừ thì nó biến thành kim loại N cộng cộng với NO hoặc là NO2 vân vân cộng với nước nhưng mà khi N3 trừ hết ấy, khi N3 trừ hết thì sao thì lúc này kim loại sẽ phản ứng với H cộng để biến thành kim loại N cộng và khí hydro vậy thì muốn có khí hydro thì muốn có khí hydro thì ta phải kết luận là N3 trừ phải hết thì mới có khí hydro được nên là em chú ý cho thầy là bài này có khí hiro Thì ở đây mình sẽ suy cho thầy luôn Là NO3 trừ đã hết NO3 trừ hết ấy, Thì chúng ta sẽ loại đáp án nào có NO3 trừ đi Loại tất cả đáp án nào có NO3 trừ đi Đúng không? Nhưng mà vì nó có chất rắn Y Thì sắt chỉ lên sắt 2 thôi Có chất rắn là sắt dư đấy Thì bài này chúng ta chọn A 52 bạn nào chọn A thì là thiên thần Đấy, sinh hùng kiến thức rất chắc Đấy, Đức Huy Ok luôn các bạn khác thì chả thấy comment thì các bạn sợ đoạn này rồi. Đoạn này toàn kiến thức lớp 11 mà các bạn không học đi. Thầy chỉ dạy các bạn từ lớp 12. Đúng không? Đấy thì những bạn nào mà chưa học thầy từ lớp 11 thì xem lại cho thầy kiến thức cũ nhá. Sẽ có những cái phần ôn tập dần dần cho chúng ta. Tiếp tục sang câu số 53. Sang câu 53 thì tôi có 3 ống nghiệm. Được chưa? Đoạn này toàn bài khó thôi. Thì tôi thấy ngay là kẽm. Tôi cho vào đồng 2 cộng thì nó biến thành đồng. Kẽm là 65 này. Đồng là 64, vậy từ đó tôi xin thầy là kim loại giảm, giảm đi về khối lượng. Được chưa? Tương tự như vậy, tôi sẽ có kẽm mà tôi cho vào muối của trì, thì nó biến thành trì. Kẽm là 65, trì là 207. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có ngay là tăng. Còn kẽm cho vào muối kẽm thì không đổi. Được chưa? Vậy là giảm, tăng và không đổi. Giảm, tăng và không đổi thì chúng ta chọn thầy phương án C. 53C, ok chưa? Rồi, các bạn lại chọn D. Khối lượng 3 lá kẽm không Kẽm đẩy được trì ra khỏi muối ta thuộc nguyên tử khối là được. Được chưa nhỉ? Chào bạn Tú nhé Chúng ta chọn phương án C. 53C. Ok, có viết Đức, Đạt Nguyễn, Hữu Vũ. Đấy, các bạn khác sai. Được chưa? Tiếp tục sang thầy câu số 54. M tác dụng axit loãng giải phóng hiro gạch đồng gạch thủy ngân gạch đồng thế đán b luôn <laughs> đúng bởi vì nó là tác dụng axit giải phóng hiro thì tôi gạch hết tôi còn kẽm phù hợp ví dụ cái này là kém này thì thu được hiro hiro khử được oxit kim loại n thì kim loại n phải đứng sau uh, nhôm thì khử được cu biến thành cu cộng với nước quá hợp lý đúng không câu năm tư đán b loại trừ phát xong đấy sai hơi nhiều đúng rồi học lý thuyết thầy trọng nên sai ạ? sai để mình còn nhớ Chứ bây giờ em đúng hết thì sau này em không bị lừa là toi đấy. Bây giờ mình học mình phải mong mình bị lừa. Mình bị lừa thì mình sẽ không bao giờ bị lừa nữa nhé. Yeah. Câu 55. Kim loại nào sau đây tạo thành khi điện phân dung dịch thì tóm lại là phải sau nhôm. Dung dịch của muối kim loại phải sau nhôm thì chúng ta có mỗi đồng. Điện phân dung dịch này. Điện phân dung dịch thì kim loại đấy phải sau nhôm. Được chưa? 55D, cố lên em ơi, chỉ còn 10 câu thôi, 56. Điện phân NaCl có màng ngăn thì K tốt đây này. Ca tốt cực âm có Na cộng với nước. A nốt cực dương thì nó có Cl trừ với nước. Thì tại ca tốt Na cộng không bị điện phân mà là nước bị điện phân. Học rồi. Biến thành uh, OH trừ cộng với H2. Đúng không? A nốt thì Cl trừ bị ô xóa thành Cl2 nhường 2E. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay uh, Ca tốt thì khử nữa cộng là sai này. A nốt ô xóa nước cũng sai này. A nốt sinh ra hero sai này ca tốt khử nước đúng câu 56 D được chưa cố lên nhá 57 57 thì nó bảo là dung dịch nào sau đây sau khi điện phân tạo ra môi trường axit chắc chắn là đồng sun phát vì sao vậy bởi vì đồng 2 cộng nhận 2 e về đồng cái này bên ca tốt nhưng bên anốt ấy anốt thì nước nó sẽ bị ô xóa biến thành h cộng cộng oxy cộng 4 e vậy thì sau khi điện phân đồng sun phát tôi sẽ thu được h cộng là môi trường axit 57 b còn những cái này này thực tế những cái này là anh này thì sinh ra NaOH là môi trường 3 dơ hai anh cuối cùng thì cả K cộng cả S42 trừ hoặc N3 trừ đều không bị điện, điện ly thực tế cái này là điện phân nước điện phân nước thì nó tạo ra môi trường của pH bằng 7 còn anh này điện phân dung dịch xong tạo ra NaOH là pH lớn 7 Được chưa nên câu 57 chọn B 58 nào chúng ta nhìn thấy cơ chế điện phân nhé bên K tốt thể viết bên tay trái có đồng 2 cộng nhận 2E về đồng này A nốt thì có CL trừ với SO4 2 trừ thì SO4 2 trừ không bị điện phân đúng không? Thì chỉ có CL trừ bị điện phân thôi. Anh này A, anh này 2A, anh này B, anh này B. Nhưng mà dung dịch sau điện phân làm phenol talin đổi sang màu hồng thì phải có môi trường 3 dơ. Phải có môi trường 3 dơ thì nước phải điện phân bên này. Nước phải điện phân bên này. Đúng không? Đó. Nước điện phân ở bên này thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là về bảo toàn E là B bằng 2A cộng với một lượng bên dưới thì B phải lớn 2A nên chúng ta sẽ chọn thầy câu 58 A những bạn nào chọn A xuất sắc bạn sinh hùng hữu vũ đàn nguyễn thúy hiền ok các em câu 59 mới nguy hiểm nào nhìn câu 59 thầy viết vào đây nhé thầy ké sang câu 60 này câu 59 thì ca tốt tôi có đồng 2 cộng nhận 2 e về đồng đoạn này đầy công nâng cao đấy tập trung đi A nốt thì tôi có CL trừ chuyển thành CL2 nhường 2E. Đúng không? Nhưng nó bảo là cả hai điện cực có khí cả hai điện cực nước điện phân cả hai điện cực thì tôi dừng lại và đặc biệt là bên hai điện cực đều có khí thì chứng tỏ nước và điện phân bên ca tốt nước và điện phân bên ca tốt để có khí đúng không nhưng mà nó bảo nước điện phân ở cả hai bên thì dừng lại có nghĩa là nếu mà nước bắt đầu điện phân đây thì tôi dừng lại ngay hay nói cách khác là vừa hết xe lời trừ bây giờ em đặt cho thầy này anh này là x anh này là 2x anh này là y thì anh này là y phần 2 anh này là y này bảo toàn e thì y tôi sẽ trừ đi 2x thì đây là y trừ 2x Hero là y trừ 2x chia cho 2 Khí bên A nốt bằng 4 lần bên K tốt Vậy thì tôi sẽ suy được có thể là y phần 2 Thì bằng 4 lần hydro Đúng không? 4 lần nhân với y trừ 2x chia 2 Nói cách khác là tôi có 3y thì bằng 8x Vậy thì x chia y bằng 3 phần 8 Đúng không? x chia y bằng 3 phần 8 Bài này chúng ta chọn phương án D Câu 59 chúng ta chọn thầy phương án D. Câu 58 giảng lại được không? Học trong phần điện phân rồi thầy nói lại này. Trong câu 58 ý, dung dịch điện phân làm phenol thờ ta đi đổi màu hồng thì phải có môi trường 3 dơ. Em thầy là có môi trường 3 dơ. Có môi trường 3 dơ thì nước phải điện phân bên K tốt để nó sinh ra OH trừ thì mới có môi trường 3 dơ. Đúng chưa? Vậy thì theo định luật bảo toàn E, tôi có E cho là B thì nó phải bằng e nhận là 2a cộng với một lượng ở chỗ này nữa. Chỗ này thì thầy chứ không đặt ẩn nhưng mà ta phải hiểu là về mặt toán học là b thì bằng 2a cộng với một lượng ở chỗ bên dưới nước này nữa. Nên là chúng ta sẽ suy được cho thầy là b phải lớn hơn 2a, đấy là nguyên tắc. Và thực tế chúng ta nhìn thấy ngay b mà lớn hơn 2a thì NaOH nó dư nữa, cl nó dư. Nước cl nó dư thì hiển nhiên tí nó điện phân sẽ tạo thành nhiều NaOH thì đúng là phenol và tanin đổi màu hồng. Phenol và tanin đổi màu hồng thì phải có môi trường bazơ nhé Đấy. Tiếp tục câu 59 thì đây Câu 59 thì chúng ta thấy ngay là Nó bảo khí bên A nốt gấp 4 lần khí bên K tốt Có nghĩa là bên nào cũng có khí Thì chắc chắn nước phải điện phân bên K tốt K tốt là cực âm Nước phải điện phân bên K tốt Còn A nốt thì chắc chắn vừa hết CL trừ Tại sao không có nước bên A Bởi vì nó bảo nước bắt đầu điện phân Ở cả hai địa cực thì dừng lại Nói cách khác là nước đang điện phân bên K tốt rồi Thì bên A nốt mà nước bắt đầu tham gia Tôi dừng lại ngay thì cái câu đấy nó muốn nói là CL trừ vừa hết được chưa? sẽ là trừ vừa hết. Hiểu chưa? Tiếp tục, câu số 60. Câu 60 thầy nói luôn các bạn nhé, điện phân nước người ta không bao giờ điện phân một mình nước mà người ta thường sẽ điện phân nước cộng với những dung dịch như K2SO4 NaNO3, tại sao người ta phải điện phân những cái này? Bởi vì những cái này á là nó tăng cái khả năng dẫn điện lên. Những cái này em ghi này là tăng khả năng dẫn điện. Khả năng dẫn điện bởi vì chúng ta biết là nước là chất điện lý rất kém mà nên là khi người ta điện phân nước ấy, người ta sẽ không bao giờ điện phân một mình nước mà người ta sẽ điện phân nước với những cái muối tan hoặc là những cái mà nó không tham gia điện phân mà em phải hiểu là K cộng không điện phân này SO42 trừ không điện phân NA cộng NO3 trừ đều không điện phân thì những cái này nó chỉ làm tăng cái khả năng dẫn điện lên thôi đấy thì điện phân cái này thực tế là điện phân nước để sinh ra H2 và O2 đúng chưa thì H2 thu được ở bên K tốt là cực âm còn O2 bên A nốt là cực dương đó cân bằng phương trình hai vào đây nhé thế bây giờ nó hỏi nhận định nào không đúng câu thứ nhất tỷ lệ khí thoát ra ở điện cực a với b là một chia tám nào ở đây thì nó hơi mờ đấy a là cực dương b là cực âm này vậy thì a tôi sẽ thu được oxy b tôi sẽ thu được hydro đúng chưa vậy thì nếu mà bây giờ tôi có anh này là một mol anh này sẽ là một anh này là 0,5 vậy thì tôi có là m của oxy ở bên điện cực a ấy thì nó bằng 16 g bởi vì 32 x 0,5 thì bằng 16 g. Được chưa? Tiếp tục là m của hydro ở bên địa cực B thì nó bằng 2 à? Đúng không? 2 g. Vậy thì MA chia MB thì nó bằng 8 chia 1. 8 chia 1 trong khi đó mà bài này nó bảo là 1 chia 8 là sai lợn Lộn 60 đáp án của mình là A Các bạn sai hết Các bạn chả trả ý gì trong cái phần đại cương kim loại học rồi Ở đây là dung dịch điện ly có thể những cái này đúng Bởi vì những cái này không tham gia điện phân Những cái này nó sẽ làm tăng khả năng dẫn điện lên Không chỉ là mấy cái muối đâu nhá Mà chúng ta biết là NaH điện phân nó thực chất điện phân nước H2SO4 cũng vậy Điện phân này thằng này thực chất là điện phân nước Cho vào đấy để nó tăng khả năng dẫn điện lên là đúng K uh, tốt thu được Hydro, anot thu được oxy Thì câu này chắc chắn đúng rồi Nồng độ các chất điện ly trong dung dịch điện phân tăng Bởi vì sao nó tăng? Bởi vì nước bị điện phân Em ghi thầy là nước bị điện phân này Thì suy thầy là V dung dịch giảm V dung dịch giảm thì CM nó phải tăng Bởi vì CM thì bằng N chia V Số mol không đổi Đúng không? Thì chúng ta biết là V giảm thì nhân CM phải tăng Mẫu giảm thì cả phân số tăng Câu 60 đoạn A à, Sai hết Nào khó quá các bạn ao hết rồi à Câu 61 Xin mời câu 61 Thì chúng ta sẽ thấy ngay nếu mà tôi cho kẽm vào dung dịch axit Được chưa Thì chúng ta nhớ thầy là ống Ống 1 thì tôi có kẽm Cộng với axit cộng với muối của đồng Ống 2 Là chỉ có một mình kẽm cộng axit thôi thì chúng ta đã học trong cái phần điện hóa thầy nói rồi Nếu mà kẽm vào đây thì hydro thoát ra ngày càng nhanh thoát ra ngày càng nhanh. Vì sao vậy? Ngày càng nhanh. Bởi vì kẽm bị ăn mòn cả điện hóa, cả hóa học. Và hiro thoát ra cả trên bề mặt của đồng với kẽm. Nhưng mà nếu mà tôi ống hai mà tôi cho kẽm một mình và axit thì lúc này là có hiro nhưng mà thoát ra ngày càng chậm. Thoát ra ngày càng chậm. Cái này em phải làm thí nghiệm cơ. Nhưng mà ở đây chúng ta tự, tự hiểu đó là bởi vì kẽm nó chỉ bị ăn mòn hóa học, hiro nó bám trên bề mặt thanh kẽm, hiro bám vào kẽm, bám vào kẽm ngăn cản kẽm tiếp xúc với axit, tiếp xúc axit. vậy thì hiển nhiên là hiro sẽ thoát ra ngày càng chậm. còn ở kia là kẽm nó tác dụng với cả muối của đồng với axit thì hiro thoát ra cả trên bề mặt của đồng của kẽm thì không ảnh hưởng đến diện tích tiếp xúc của kẽm với axit, nhé. Nên câu 61 đây là chắc chắn là câu điểm 10 rồi. Chúng ta cho thầy biết có những câu nào đúng. Thứ nhất ở bước 1 có hiện tượng ăn mòn hóa học, lượng khí thoát ra cả hai ống nghiệm đều như nhau, đúng. Câu thứ hai là ở bước 2 ống thứ nhất xảy ra ăn mòn điện hóa kẽm khử đồng, đúng rồi, câu B cũng đúng. À, từ từ. Ống thứ nhất xảy ra sự ăn mòn điện hóa do kẽm khử đồng tạo thành cặp điện cực kẽm đồng. Ống thứ nhất à ống thứ nhất là đúng. Để chưa? Câu B đúng. Câu C. Câu C của mình là Uh, nó bảo em là khi cho thêm vài giọt muối đồng sun phát và ống thứ nhất thấy bọt khí nhanh hơn so với ống nghiệm số 2 đúng Được chưa câu d ở ống 2 có thể thay muối đồng bằng muối magie là không được bởi vì kẽm nó không đẩy được magie ra khỏi muối tiếp tục nếu thay mẩu kẽm bằng mẩu sắt thì tốc độ giải phóng khí sẽ chậm hơn là đúng đúng không bởi vì sao bởi vì uh, sắt có tính khử yếu hơn kẽm tính khử yếu hơn kẽm thì hiển nhiên là tốc độ phản ứng của nó sẽ giảm đi được chưa ở bước 1 kẽm bị khử thành kẽm hai cộng là sai Câu này lừa là bị oxy hóa thành kẽm hai cộng Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn cho thầy là 4 nhận định đúng à Đấy 4 nhận định đúng Bài này chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án C Câu này chúng ta phải chọn C mới đúng Được chưa Sao các bạn chọn D hết thế các bạn ơi các bạn cho thầy biết là các bạn chọn D là chọn cái ý nào khác thầy để thầy xem lại không nào Nào ở bước 1 nhé Xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học là đúng Bởi vì kẽm nó tác dụng trực tiếp với axit được chưa? Đấy, ống một bước một là như nhau. Bởi vì hai mẫu kẽm đang như nhau và cùng một axit. Tiếp tục ở bước 2 ở ống thứ nhất xảy ra hiện tượng sự ăn mòn điện hóa là đúng. Có ăn mòn điện hóa do kẽm khử đồng. A à, câu này lộn, lộn 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 câu này lộn. Câu B sai. Câu B sai em ơi, câu này là phải khử đồng 2 cộng. Nào, thầy không đọc kỹ lại đọc khử đồng 2 cộng thành đồng. Cái này nó không khử đồng em ạ mà phải khử đồng hai cộng oh, câu này lừa trí tử đấy câu này chỉ có ba câu đúng thôi em ơi chú ý câu b này câu b thầy đọc mãi thầy mới nhìn thấy bây giờ nó là ghi là kém khử đồng là sai phải là kém khử đồng hai cộng Kém khử đồng hai cộng nhé đấy câu này khả năng các bạn đánh bừa đúng rồi chúng ta các câu đúng là ace được chưa 61D Rồi 61D có bạn Sơn Cần Giờ Sinh Hùng Thúy Hiền Hữu Vũ Anh Tú Đấy trả lời đúng nhưng mà thầy lưu các bạn là câu 61 ý B nhé Chính thầy cũng đọc không kỹ này Là nó bảo là khử đồng là sai Rất may mình đọc lại nó phải là kẽm khử đồng 2 cộng Chứ làm gì kẽm khử được đồng Đấy kẽm khử đồng 2 cộng nhé Câu này nguy hiểm đó Câu 61 đã ăn D Rồi tiếp tục sang thầy câu số 62 Tiến hành thí nghiệm cho một đinh sắt đánh uh, sạch dỉ rồi Là sắt cho vào đồng sunfat Thì lúc này sắt đẩy đồng nó khỏi muối thì biến thành FeSO4 cộng Cu thì có kim loại màu đỏ bám vào thanh sắt còn dung dịch của mình sẽ nhạt màu xanh đúng không màu xanh nhạt dần đúng này có kim loại màu đỏ bám quanh đi sắt đúng này thí nghiệm trên chứng tỏ sắt khử mạnh hơn đồng đúng này thí nghiệm trên xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa quá ok bài 62 chúng ta chọn tất cả đáp A được chưa 62 A ok sang câu 63 thì nó bảo là kẽm với đồng đây thì kẽm là cực âm đồng cực dương thì kẽm của mình nó sẽ bị ô xóa biến thành kẽm 2 cộng và nhường 2e. Bên đấy là cực âm nhé. Cực dương. Cực dương thì là đồng 2 cộng nhận 2e về đồng. Đó. Vậy thì electron của chúng ta nó sẽ chuyển từ cực âm sang cực dương. Thì dòng điện nó phải ngược lại. Để chưa? Dòng điện nó phải ngược lại. Câu A. Khi thay axit bằng ancol thì kẽm không bị ăn mòn. Câu này đúng. Bởi vì C2H5OH không điện ly. Không điện ly và không phản ứng với kẽm. Đấy, nên câu A đúng. Câu B nó bảo em là khi đóng khoái có bọt khí phát ra ở thanh kẽm. À, chúng ta chú ý hộ thầy là kẽm kiểu gì cũng phản ứng với axit thì nó tạo ra khí, đúng không? Câu B đúng. Câu C nó bảo em là tốc độ bọt khí khi mở khoái và đóng khoix này khác là như nhau là sai. Chúng ta chú ý hộ thầy như sau này là mở khóa, mở khóa là kẽm chỉ bị ăn mòn hóa học, ăn mòn hóa học thì tốc độ thoát khí chậm, tốc độ thoát khí chậm. Vì sao vậy? Bởi vì là uh, nó khí sinh ra bám vào bề mặt kẽm nên là tốc độ thoát khí nó sẽ chậm dần. Nhưng mà khi đóng khóa, đóng khóa, đóng khóa thì lúc này kẽm và đồng đã tạo thành một cái pin điện hóa rồi, thì kẽm bị ăn mòn cả điện hóa cả hóa học nên là tốc độ thoát khí nhanh tốc độ thoát khí bởi vì là khí nó còn thoát ra trên bề mặt của thanh đồng nữa mà thì tốc độ sẽ thoát khí nhanh được chưa? đấy là cái chú ý này nhé chúng ta đóng hay mở cái khóa đấy thì chúng ta phải lưu ý cho thầy cái cái, cái kết quả đây này chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần rồi. Thế giờ câu D nó bảo là khi mở khóa X hay đóng khóa X, kém đều bị ăn mòn hiển nhiên ở đâu kẽ cũng bị ăn mòn chỉ có khác là khi tôi đóng khoái kẽ thì lúc này là tạo thành một mạch kín thì đồng với kẽm được nối với nhau thông qua dây dẫn thì lúc đây nó có cái ăn mòn điện hóa nữa đúng chưa còn ở đâu nó cũng chả bị ăn mòn các em khi đóng x có dòng electron đông chuyển rời từ đồng sang kẽm là sai từ kẽm sang đồng chúng ta vừa viết cơ chế bên trên kẽm cho e thì e nó phải từ kẽm chạy sang điện cực đồng còn dòng điện thì ngược lại từ cực dương là đồng sang cực âm là kẽm khi đóng khoái x bị đóng vai trò cực âm và bị oxy hóa đúng đúng không? Tiếp tục câu hát khi thay đồng bằng magie kẽm bị vẫn bị ăn mòn điện hóa là sai. Thì lúc này là dê nó mạnh hơn kẽm thì ma dê nó bị ăn mòn điện hóa thì mới đúng chứ không phải kẽm bị ăn mòn điện hóa. Nhá. Vậy thì chốt lại ở bài này chúng ta có 1 2 3 4 câu đúng, Đáng của mình là C. Câu số 63, kem chọn thầy phương án C. Câu này những bạn nào chọn C là quá ok luôn. Bạn Nguyễn Sinh Hùng đạt tiến. Hữu bạn gì nha bạn Thúy Hiền, anh Tú. Rồi, 65. Câu này ở 64, câu này châu bò đấy. Câu này là kiến thức lớp 11 này. Acid formic nếu mà chúng ta đun với axit sulfuric đặc thì đây chính là phương pháp điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm. Em ghi mở ngoặc phương pháp điều chế CO. Trong phòng thí nghiệm chúng ta học từ lớp 11 rồi. Từ axit formic. Được chưa? Thế giờ đề bài nói luôn là thu được khí CO này. CO dẫn qua Fe2O3 thì CO sẽ phản ứng với Fe2O3 thì nó biến thành Fe cộng CO2. Đúng không? CO2 cho vào nước vôi trong thì nó tạo ra kết tủa trắng. Đấy, phương trình của chúng ta em tự cân bằng nhé. Tạo ra kết tủa trắng cộng với nước. Cần thiết thì thầy cân bằng luôn cho các bạn. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem thầy phát biểu nào sai đúng. Câu A ở bước 2 có thể thay axit đặc bằng HCl. Sai, HCl không tách được nước. À, HCl không hút được nước. Từ axit formic không thể thay phải dùng axit đặc được chưa cái thứ hai thì nó bảo em là CO đi qua ống thủy tinh làm chất rắn chuyển từ màu xám trắng sang màu nâu đỏ là sai chúng ta nhớ là Fe2O3 của mình nó là oxit sắt nó có màu nâu đỏ em ạ còn sắt của mình nó là kim loại nó có màu xám trắng màu sắt là màu xám trắng nó giống như cái màu của thanh thép ấy. đấy được chưa câu B của mình là sai lộn trật tự phải là màu đỏ nâu sang xám trắng câu C có thể dùng axit loãng để hòa tan chất rắn cho ống thủy tinh sau phản ứng thì trong ống thủy tinh này chất rắn của chúng ta nó có sắt nó có Fe2O3 thì tôi có thể dùng axit loãng để hòa tan được câu C đúng câu D nếu thay Fe2O3 bằng Al2O3 thì kết tủa trắng vẫn xuất hiện là sai là CO không khử được không khử được Al2O3 những câu điểm 10 này phải tập trung khi tháo dụng cụ nên tháo vòi dẫn nó khỏi ống vôi với với tắt đèn cồn đúng bởi vì nếu mà chúng ta tắt đèn cồn trước thì chúng ta hiểu là nhiệt độ trong nghiệm nó giảm đột ngột thì nước trong cái chậu này nó sẽ bị hút ngược trở lại gây vỡ ống vậy thì để an toàn ý, với những bài tập mà nung hoặc nhiệt phân đấy thì người ta sẽ tháo ống dẫn khí này trước tháo cái ống này trước sau đó người ta mới tắt đèn cồn bởi vì nếu mà người ta tắt đèn cồn luôn thì mà cái hệ của mình đang là hệ kín thì nhiệt độ giảm thì áp suất trong cái ống này nó giảm và áp suất giảm thì hiển nhiên là nước nó sẽ phải hút ngược trở lại để nó cân bằng áp suất do đó là chúng ta phải tháo ống rồi ta mới tắt đèn cồn nhé nên tháo ống rồi người ta định còn đúng. Ờ, khí CO cháy trong không khí trong ngọn lửa màu lam nhạt và tỏa nhiều nhiệt. Thì đây là cái kiến thức lớp 11 thì CO nó được gọi là nhiên liệu khí thì câu G mình đúng em nhé. Bài này chúng ta có ba nhận định đúng, em đọc lại thầy sách giáo khoa lớp 11 phần CO. Đấy, phần kiến thức về carbon đấy thì chúng ta sẽ thấy là CO nó là một loại nhiên liệu khí và khi nó cháy trong ngọn lửa màu lam nhạt và tỏa nhiều nhiệt. Người ta ứng dụng CO này trong rất nhiều các nhà máy. Được chưa? Các nhà máy nhiệt điện chẳng hạn. Rồi Câu số 64 chúng ta chọn thầy phương án B. Câu này thì có mỗi bạn sinh hùng trả lời đúng thôi. Tiếp tục câu số 65. Nào câu 65. năm à, rót vào hai ống nghiệm 5ml HCL 10% cho cùng một viên kẽm vào. Thì cái này nó cũng giống bài trên thôi. Thì à, nhỏ thêm vài giọt CuCl2 thì suy ra thầy là tạo thành pin kẽm đồng. Thì suy ra thầy là kẽm bị ăn mòn. Đúng không? Kẽm bị ăn mòn cả điện hóa cả hóa học thì suy ra thầy là tốc độ thoát khí nhanh hơn tốc độ thoát khí nhanh hơn ở đây là chỗ này để yên thì chúng ta sẽ thấy ngay là kẽm chỉ bị ăn mòn hóa học thì suy ra thầy là tốc độ thoát khí chậm tốc độ thoát khí chậm cái tờ này quá hay mà các bạn không tập trung chữa nhiều bạn cứ thấy mấy câu khó là ao các bạn hơi bị dại đấy nào câu 1 bọt khí ống 2 nhanh hơn ống 1 đúng câu 2 ống 1 chỉ có hóa học ống 2 chỉ có điện hóa thái chỉ là không đúng kẽm bị ăn mòn cả điện hóa cả hóa học câu C ở cả hai ống kẽm đều bị ô xóa thành kẽm hay cộng đúng câu 4 thì nó bảo em là ở ống 2 nếu thay cucl cl2 bằng mgs4 không được bởi vì kẽm nó không đẩy được 3 dây ra khỏi muối phải thay bằng cái kim loại nào mà yếu hơn kẽm ấy chỉ còn không thể thay magie được, magie nó mạnh hơn kẽ mà. Có thể thay 5 ml HCl 10% bằng 5 ml H2SO4 10% thì cũng thế, vì bản chất là nồng độ H+ cộng nó vẫn không đổi. Đúng không? Thực tế là các cái dung dịch này đều là axit loãng thì đều thay được. Bài này chúng ta có 3 nhận định đúng. Câu 65B. Rồi, bạn Sinh Hùng đạt tiến Anh Tú Thúy Hiền trả lời đúng. Nốt câu 60 này. Câu 60 dễ quá. Tôi có 3 ống nghiệm đựng HCl, cho nhôm vào ống thứ nhất thì tan, có khí, sát cho ống thứ Ờ, sát ống thứ hai thì cũng tan nhưng mà đồng thì không tan. Đồng không tan. Nhưng mà nó bảo là cho ba mẫu của kích thước tương đương quan sát bọt khí thì câu này rất là đơn giản thì câu nào sau đây sai. Thì uh, câu thứ nhất nó bảo ống nghiệm chứa đồng không thoát khí đúng bởi vì đồng không tác dụng HCl. Ống chứa nhôm thoát khí mạnh hơn đúng bởi vì nhôm mạnh hơn sắt. Vậy thì câu C câu sai rồi, sắt là sao thoát khí mạnh hơn được. Uh, khí, khí nó thoát ở hai ống nghiệm sắt với nhôm đúng. Tóm lại bài 66 ta chọn C. Được chưa? Đấy Nhờ cái đề của thầy mà em tự ti hay tự ti hay tự tin Đây là toàn câu khó thôi Hôm nay toàn lý thuyết châu bò thôi Nhưng mà thầy rất mong muốn là Hôm nay ấy, là chúng ta sẽ tập trung Chúng ta cày thầy cái phần ăn mòn Hôm nay là lý thuyết của tờ này Thầy chỉ tập trung phần ăn mòn thôi Thì thầy rất mong là chúng ta sẽ cày lại với thầy cái chủ đề ăn mòn này nhớ cái chủ đề ăn mòn là cái chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi Và nào nó là cái câu mà lừa biết bao thế học sinh rồi Các bạn không đọc đề bài kỹ các bạn sẽ bị lừa hoặc là các bạn không nắm vững kiến thức các bạn cũng sẽ không làm được Nên thầy rất mong các em là Chúng ta phải cày lại cho thầy cái phần ăn mòn kim loại Em có thể cày lại trong cái link bài giảng của chúng ta Hoặc là chúng ta cày lại buổi ngày hôm nay Để chưa? Khi nào có điện hóa Khi nào có hóa học Thì chúng ta uh, phải đọc thật kỹ Và tốt nhất là theo thầy thì chúng ta nên làm lại cái tờ này Thầy khuyên chúng ta chân thành là chúng ta download cái tờ này về và chúng ta làm lại Nhá Rồi ok các bạn cố gắng chúng ta cày lại với thầy những cái bài nào mà chúng ta cảm thấy chưa chắc ăn đặc biệt là bài điện ăn mòn này thầy nói các bạn là thầy dạy mười mấy năm nay rồi và tất cả học sinh ở mọi thế hệ đều yếu cái phần ăn mòn thậm chí giáo viên còn sai cả rất nhiều bạn lên lớp hỏi thầy là cô em chữa cái này chỉ có điện hóa cái này chỉ có hóa học gì đó Lùng ta lung tung lên chúng ta chính chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm thầy cô của chúng ta chưa chắc là đúng nha nên là nhưng mà yên tâm là thầy trọng dạy chắc chắn đúng rồi đấy cùng lắm có thể do thầy đọc nhầm chỗ nào thôi còn về kiến thức thầy dạy cho em chắc chắn là ok các em chỉ cần học thật kỹ cái tờ này là được được chưa thế thôi nhé hôm nay thì chúng ta học đến đây thôi hẹn gặp lại các em các buổi tiếp theo bye bye chúc ngủ ngon